Hiện nay các bệnh viện đa phần mổ nội soi tuyến giáp qua đường nách nhằm giấu sẹo, dù vậy vẫn để lại 3 lỗ sẹo. Thế nên việc mổ nội soi cắt u tuyến giáp qua đường miệng được coi là một bước tiến đột phá. Mới đây các bác sĩ khoa phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E vừa triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng. Kỹ thuật này giúp cho các bệnh nhân mắc các bệnh về tuyến giáp không để lại sẹo, khả năng phục hồi nhanh. Cách đây khoảng vài tháng, bệnh nhân 36 tuổi ở Ba Vì, Hà Nội cảm thấy trong người mệt mỏi, đi khám phát hiện u nang thùy phải, tuyến giáp. Người bệnh đã được chỉ định chọc sinh thiết, kết quả xác định là ung thư biểu mô nhú thùy phải tuyến giáp. Sau khi cân nhắc, lựa chọn các phương pháp phẫu thuật, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường miệng. Các phẫu thuật kéo dài 2 giờ đồng hồ. So với các phẫu thuật truyền thống khác, phương pháp phẫu thuật này đem lại kết quả thẩm mỹ tối ưu vì chỉ có một đường rạch nhỏ ở tiền đình miệng. Bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Thì nhờ các tâm sự là nhờ các bác tìm cái phương pháp nào phẫu thuật để cho cháu nhanh khỏi bệnh và đỡ hại sức khỏe. Thì các bác cũng có trao đổi với em là các bác nó sẽ tìm cái phương pháp tốt nhất là bằng mổ kỹ thuật nội soi qua đường thực quản. Hiện tại là em chưa thấy có mấy vết sẹo đâu cả. Chỉ trong miệng là mình ăn uống là mới đầu nó hơi khó một tí. Nhưng cho đến hôm nay thì em cũng cảm thấy đỡ được 8-9 phần rồi. So với các cái phương án trước đây thì nó có ưu điểm nổi trội. Đấy chính là không để lại sẹo. Vì các cái đường mổ hầu hết là qua cái tiền đình miệng, giảm được cái nguy cơ nhiễm trùng và cái tỷ lệ liền vết mổ nó rất là lớn. Và bởi vì niêm mạc miệng nó khả năng liền sẹo rất là tốt. Và bệnh nhân thì là bệnh nhân trẻ tuổi. Thì cái vấn đề mà không có để lại sẹo là một cái ưu điểm lớn so với các phương án khác. Và hiện tại là ngày sau một tuần sau mổ bệnh nhân sẽ được xuất viện. Đây là một phương pháp mới với các ưu điểm vượt trội như an toàn, hoàn toàn không để lại sẹo như các phương pháp khác, ít đau hơn, ít xảy ra tai biến. Kỹ thuật này áp dụng ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp, dạng nang hoặc nhú, không có di căn xa, biếu lành tuyến giáp như nang giáp, phình giáp đơn hạt, phình giáp đa hạt, biếu có kích thước nhỏ.